Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một dòng xe Vento 250 bản nhập khẩu nha các bạn. Xe đăng ký 209, hải quan chính nhật, hai chủ sang tên ủy quyền toàn quốc nha anh em. Em này rất đẹp ha. Này được chủ bảo vệ rất là kỹ kìa, mới lắm, từng con ốc luôn nha các bạn. Này nóc đây ha, hai máy nha, hai máy V nha, máy V hai bô này, cặp bô nó đây, bô rất đẹp ha. Đó. Máy móc chưa động chạm, đầu nồi chưa bung luôn, nói chung là dinh nguyên thủy á, dinh từng ốc luôn, mâm dinh luôn, dinh hết đó, một chủ nha, tính chủ luôn, một chủ cà vạt luôn đó. Bên này là bao sên nha, đó nhà thoa đó, nó dày, nó bao hết sên luôn nha các bạn, không thấy sên luôn, nó như mà chạy với cua ro vậy đó. Đây nguồn sát nha, đó, không thấy sên luôn nha các bạn, nó bao hết luôn đó. Đây máy ở đây, hai máy dạng như kiểu như mấy con Sado rồi đó các bạn, đó hai máy lóc đây đi luôn, cắt chân bự ha, đi xa khỏe lắm đó. Hàng inox thì của nó là tuyệt vời rồi các bạn, mới lắm, vỏ zin luôn, vỏ lớp zin hết, cái mẫu này thì nhìn rất là đẹp ha, nó giống như mấy con Sado, rồi giống như mấy con Sado 750 rồi vậy đó, cái dòng Yamaha đồ cũng đẹp. Con này đặc biệt là màu sơn nữa các bạn, đó, màu sơn của nó trong là nó có kim tuyến trong này nha, nó ba màu lận, đổi ba màu, như còn nắng thì một màu, trong mát một màu, rồi ban đêm á mình chạy đèn xe gọi vô là nó ra màu khác nữa, nó chắn cổ chắn đồ thì chưa mở luôn nha, zin hết. Con này nó có cái đát nha các bạn, nhập khẩu vậy là nó có cái đát đây, đát màu đen như này ha, đây, đó trong đát sườn nha các bạn, đó trong này nó có mã hết, đây cái đát này đây, đấy đây tên xe nó đây nha các bạn, đây ngoài nắng là nó ra màu mận chính nha, đó cái màu sơn đó đó, nắng là nó ra màu mận chính này, nó đó các bạn thấy không đó. Nhưng mà khi trong mát nó sẽ ra màu đen đó, ban đêm nó sẽ ra màu xanh đó. màu xanh đá đó. Nhưng mà tổng thể con này nhìn ở ngoài thì nhiều màu đen hết nha các bạn, máy móc thì khỏi bàn nha, nó êm ru luôn, chạy rất là lực, lợi xăng lắm, 250 mà đó. Đẹp ha, nào giờ mặc chìa khóa lên cho anh em coi ha, nổ máy thử ha, đây mình đề thế ha. Oh. Êm lắm, ru luôn, nóc nó là soi mặt được luôn nha các bạn. Đây, cái này xi nhanh đèn còi đồ đầy đủ hết. Cái còn nó đặc biệt nha các bạn. Đây nó nhiều chế độ lắm. Đây. Cái này là xi nhanh trái nha, xi nhanh
phải nha, này đèn đề, cái này là cái đề, cái này là đèn, cái này là xi nhan bên trái, cái này là nút kèn và khớp pha. Nó làm giống như con cà phê ha. Máy êm thì không, đang nổ đấy. Yeah.